Hôm qua, Ngài Thiền Sư giảng rằng nhờ có tinh tấn mà việc hành thiền phát triển. Chừng nào mà chúng ta có tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác, thì việc thiền tập không sụt giảm mà lại phát triển không ngừng. Những thiền sinh tu tập nghiêm túc sẽ hiểu những gì Ngài giảng qua pháp hành của mình, có khi chỉ trong vòng vài ngày. Và Ngài nói rằng Ngài đã giảng pháp thoại từ chú giải và phụ chú giải. Chú giải và phụ chú giải giảng những điểm chính yếu mà Đức Phật giảng giải. Và chú giải và phụ chú giải giảng giải kinh điển đúng như Đức Phật dạy. Những nhà chú giải và phụ chú giải này không phải giảng theo lý thuyết thôi, mà còn giảng qua kinh nghiệm tu tập cá nhân, và những người này đã tu tập đến một mức độ thỏa mãn. Khi mà những người này không những biết về mặt lý thuyết, mà còn hiểu lý thuyết qua pháp thực hành, và có được kinh nghiệm cá nhân, tu tập đạt tới một mức độ thỏa mãn, thì sự giảng dạy này đem lại lợi lạc cho rất nhiều người. Người thực hành giáo pháp sẽ có tiến bộ trong từng giai đoạn và hưởng được nhiều lợi lạc, và nhờ sự hiểu biết giáo pháp mà bài giảng của họ trở nên sâu sắc hơn. Hướng dẫn bằng kinh nghiệm cá nhân và bằng lòng từ bi, người này có thể giúp người khác vun bồi những gì cần phải vun bồi phát triển và ngăn ngừa cái cần phải ngăn ngừa. Người đời với sự hiểu biết thông thường thì họ chỉ biết rằng có con người hiện hữu, có nam, có nữ, vân vân. Nhưng một người tu tập hiểu rằng chỉ có tâm và vật chất, hiểu rằng không có người, không có người nam, không có người nữ. Người tu tập hiểu rằng có nhân thì có quả, nhân nào quả đó, cho nên không còn tin vào linh hồn, trong khi những người đời thường thì tin vào linh hồn. Người tu tập như vậy đi trên đường chánh đạo, và càng tu tập họ càng hiểu thêm về sự sinh diệt, về đặc tính vô thường, khổ và vô ngã nơi tâm và vật chất. Người tu tập như vậy sẽ nếm được hương vị pháp bảo và trở thành người có phẩm chất cao. Người tu tập tinh tấn sẽ không có phiền não, vì tinh tấn không chấp nhận sự lười biếng hay phiền não. Người có chánh niệm thì tâm người này sẽ được bảo vệ, và khi có định thì tâm không chạy đó đây, suy nghĩ lung tung mà trụ một chỗ trên đề mục. Khi tinh tấn, chánh niệm và định phát triển, thì có Samasankappa là hướng tâm đúng đắn về đề mục, và do vậy nên người này không có tà kiến mà có được chánh kiến, tức sự hiểu biết đúng đắn. Khi có ánh sáng thì bóng đêm loại trừ, khi có trí tuệ thì bóng tối vô minh không còn nữa. Và Ngài nói rằng, chúng ta khi có giới thì ta sẽ không có phiền não thô, nơi thân và khẩu. Trong tu tập, thiền sinh có tác ý không làm điều bất thiện. Và dù có suy nghĩ bất thiện, nhưng người này cũng có thể kịp thời ngăn chặn để không có khởi phát ra thân hay khẩu. Vậy cho nên nói rằng thiền sinh trong khi tu tập tự động giữ giới. Trong tu tập, thiền sinh phát triển giới, định và tuệ. Người phát triển giới định tuệ là người thuộc Sasana, là người luôn gìn giữ pháp bảo trong tâm. Và người này có thể loại trừ phiền não thô, trung, vi tế, có được thân khẩu ý trong sạch, nhã nhặn, không đáng chê trách. Nhờ thực hành giới định tuệ mà người này có thể trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàn, không còn phải sinh vào bốn cảnh khổ, và là người đã thành tựu lợi lạc thực sự. Khi trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàn, người này hiểu qua kinh nghiệm của mình rằng giáo pháp của Đức Phật thật là tuyệt vời và đem đến nhiều lợi lạc. Từ đó, người này cũng hiểu được phẩm chất cao quý của chư Phật. Văn hóa thật sự của con người là không làm những điều thô thiển, tức là phải giữ giới, làm cho xử sự của mình hay lời nói của mình nhã nhặn, có văn hóa. Thực hành giới làm cho con người trở thành một con người thực sự, là người không có cướp bóc, giết hại, làm tổn thương ai, và trở thành một người Phật tử chân chánh. Để không làm những điều bất thiện, để thành người có văn hóa và thành người đúng đắn, chúng ta cần phải thực hành giới định và tuệ. Chỉ khi thực hành giới định tuệ thì phiền não bị áp chế loại trừ,
và khi mà phiền não bị áp chế loại trừ thì xử sự càng lúc càng nhã nhặn và có văn hóa hơn. Để loại trừ phiền não, để làm cho phiền não không bao giờ sinh khởi lại, thì cách duy nhất là phải phát triển trí tuệ. Khi mà phiền não ngủ ngầm bị loại trừ, thì người này càng có xử sự nhã nhặn hơn. Đức Phật đã sống trong giới luật một cách nghiêm túc, và Ngài có lợi lạc trong pháp hành, Ngài trở thành người có văn hóa và dạy cho chúng sinh làm theo. Khi mà tất cả những phiền não đều bị loại trừ, thì người này trở nên thuần thục và có văn hóa cao. Ngài nói rằng nếu chúng ta thực hành giới định tuệ, thực hành đại niệm xứ và phát triển trí tuệ, thì tất cả các phiền não sẽ được loại trừ. Đức Phật không còn chút phiền não nào khi Ngài thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm vân vân, và Ngài dạy lại cho chúng sinh cách thức để tất cả chúng sinh cũng được như vậy với lòng đại bi. Đức Phật tuyên giảng giáo pháp thật hùng hồn bởi vì Ngài nói cái mà Ngài đã kinh nghiệm. Cho nên nếu chúng ta không tu tập thì không thể nào hướng dẫn người khác. Vậy để hướng dẫn người khác, để dạy cách thức tu tập cho người khác, bản thân người này cần phải tu tập đến một mức độ thỏa mãn. Nói về phẩm chất của Đức Phật, Ngài có phẩm chất Vichacharana Sampanna. Vichacharana là hiểu cái gì lợi lạc và cái gì không lợi lạc đem tới nguy hiểm. Khi hiểu cái gì lợi lạc và không lợi lạc, Ngài chỉ cho chúng sinh cách tránh nguy hiểm, Ngài dạy cho họ đừng làm những gì gây ra nguy hiểm. Ngài có đủ trí tuệ hướng dẫn chúng sinh, Ngài có tâm đại bi để dạy chúng sinh, để chúng sinh có được lợi lạc. Cho nên chỉ khi mà người đó có trí tuệ và tâm bi thì người đó mới dạy được người khác. Nếu chỉ có tâm bi mà không có trí tuệ thì không biết cái gì nguy hiểm, cho nên không dạy được người khác. Đức Phật đã tự rèn luyện mình rồi dạy cho chúng sinh làm những gì lợi lạc, những gì không đem tới cho họ nguy hiểm. Ngài có cách giảng dạy chính xác và Ngài cũng dạy về kỷ luật, về giới để giúp cho chúng sinh nằm trong khuôn khổ mà họ có lợi lạc, chứ không phải gây khó khăn cho họ. Ngài thiền sư nói rằng có người ở đây nói thiền viện này quá gắt gao. Nhưng Ngài nói rằng Đức Phật đã khép mình trong khuôn khổ và tu tập tinh tấn, nhờ vậy Ngài mới có trí tuệ và dạy cho người khác. Vậy thiền sinh cũng cần phải khép mình trong khuôn khổ để thực hành giáo pháp, để tuân theo luật lệ, để có được sự xử sự đúng đắn và trí tuệ phát triển. Người thực hành pháp thiền thế tục không thể dạy người khác một cách đúng đắn. Người thực hành minh sát tới một mức độ thỏa mãn mới có khả năng dạy người khác. Thiền sinh nên hiểu rằng có những vị thầy dạy người khác bằng kinh nghiệm đời thường và dạy theo cái mà họ cho là đúng. Có những người dạy người khác giết thú vật và những người khác tin và làm theo như vậy. Cho nên Đức Ngài Thiền Sư nói rằng những người này không thể nào dạy người khác đi theo chánh đạo được. Vì vậy, để làm thầy, để dạy người khác, ta cần phải hiểu đúng và ta cần phải hiểu cái gì có lợi mà người trí thường dạy dỗ và nhắc nhở chúng ta. Vậy trước khi dạy người khác, bản thân của mình cần phải tu tập, cần phải biết cái gì thật sự đúng và đem lại lợi ích cho người, cần phải có hiểu biết, có trí tuệ, bằng không thì không thể cứu người khác. Ngài nói rằng ở Hawaii có người dạy cho người khác tu, và Ngài hỏi rằng mình nên cứu mình trước hay là cứu người trước. Thông thường người ta cho rằng cứu người khác là quan trọng hơn, nhưng người này lại cho rằng cả hai đều quan trọng. Và Ngài Thiền Sư cho ví dụ rằng nếu cả hai người đều bị lún bùn, và nếu cả hai đều muốn cứu nhau, khi cả hai gặp nguy hiểm thì cả hai người này đều sẽ bị nguy hiểm. Vậy, người này cần phải thoát ra khỏi bùn thì mới cứu được bạn. Ngài nói rằng thời Ngài mới đi đến Mỹ, cũng có nhiều người cho rằng tu cho mình trước, khi cứu người là ích kỷ. Nhưng trong thực tế, ta cần phải cứu mình trước. Chỉ khi mà ta không còn phiền não, ta mới có thể chỉ đường cho người khác. Chỉ khi người này tới bờ bên kia, thì người này mới có thể giúp người khác cũng đến được bờ bên kia. Và ngày nay có nhiều người cho rằng họ tu phương pháp thiền tục
thế và cứu người giải người. Vào thời của Đức Phật đã có nhiều người biết thiền định nhưng không biết cách giúp người khác, và những người này đã đến hỏi Đức Phật làm cách nào để ngăn chặn dòng phiền não, làm cách nào để cắt đứt dòng phiền não. Và Ngài sẽ giảng về đề tài này vào ngày mai. Sa-du, sa-du, sa-du.